thanh lý thêm cái mớ động cơ xe trẻ con này các bạn nhé. Nó có rất là nhiều loại luôn. Động cơ 6 răng, động cơ 5 răng, 5 khớp lối đây. Đây là những cái dòng động cơ bốt lái này. Đấy. Động cơ 5 cánh nhỏ này. Động cơ bốt lái này. À, đây là động cơ đẩy đằng sau này. Nó nhiều loại dị. Hầu như các bạn nhìn kích thước hình ảnh nó giống giống ấy, thì đa số là nó sẽ đều lắp được. Đây. Cái loại này là loại 5 cánh to này. Động cơ này gọi là động cơ 550. Những cái loại nhỏ nhỏ như thế này còn là động cơ 390. Động cơ nhỏ đây gọi là động cơ 390 này. Cái động cơ to như này gọi là động cơ 550 này. Đây con này là con 6 cánh này, có khớp nối trên dưới này, kiểu như dạng của cái xe đẩy ấy. Đấy. Con này cũng là động cơ lái đây này. Bạn nào mua nhiều thì mình bán giá rẻ, còn mua ít cũng giá thanh lý hết. Đây cũng khớp lái này. Đây các cái loại động cơ này. Đây rất là nhiều các bạn nhé. Đó. 5 cánh và 6 cánh.